diễn viên nổi tiếng Harrison Ford ủng hộ Harris làm tổng thống. Harrison Ford, một diễn viên nổi tiếng nhất qua các vai diễn mang tính biểu tượng trong loạt phim Indiana Jones và Star Wars, đã ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc Minnesota Tim Walz trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 trong một loạt video được đăng tải vào thứ Bảy. Harrison Ford nói tôi có một phiếu bầu giống như bất kỳ ai khác và tôi sẽ sử dụng nó để tiến lên phía trước, Ford nói với máy quay. Tôi sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris. Sự ủng hộ của Ford diễn ra sau một loạt sự ủng hộ của các ngôi sao dành cho nhóm Harris Walz, từ Beyoncé và Taylor Swift đến George Clooney và Leonardo DiCaprio. Nam diễn viên này thường không ủng hộ các ứng cử viên chính trị nhưng đã ủng hộ Joe Biden vào năm 2020. Trong một trong ba video được đăng tải cùng với chiến dịch tranh cử của Harris Walz, Ford cho biết những cảnh báo về cựu tổng thống là bằng chứng khiến Trump không muốn quay trở lại phòng bầu dục. Khi hàng chục cựu thành viên của chính quyền Trump lên tiếng báo động, nói rằng, vì Chúa, đừng làm thế nữa, bạn phải chú ý, Ford tuyên bố. Họ đang nói với chúng ta điều gì đó quan trọng. Họ không phải là những người yếu đuối. Họ là những thống đốc, tướng lĩnh, đứng lên chống lại người lãnh đạo của đảng mà họ đã dành cả cuộc đời để ủng hộ. Cựu dân biểu Cheney kêu gọi Bush ủng hộ Harris, bà nói, đã đến lúc rồi. Cựu dân biểu Lee Cheney, đảng Cộng Hòa, đã thúc giục cựu Tổng thống Bush ủng hộ Phó Tổng thống Harris trong một tập của chương trình Radio HOUR của The New Yorker phát sóng vào thứ Sáu. Tôi không thể giải thích tại sao George Bush vẫn chưa lên tiếng nhưng tôi nghĩ đã đến lúc và tôi mong ông ấy sẽ lên tiếng, Cheney phát biểu trong buổi ghi âm tại lễ hội The New Yorker. Lãnh đạo GOP là một trong những thành viên có uy tín nhất chỉ trích công khai cựu Tổng thống Trump trong khi tích cực vận động cho Phó Tổng thống Harris. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, con gái của cựu Tổng thống Bush, Barbara cũng đã bước ra khỏi chiến dịch để ủng hộ Harris tại tiểu bang dao động Pennsylvania. Thật truyền cảm hứng khi được tham gia cùng bạn bè và gặp gỡ cử tri với chiến dịch Harris Walz tại Pennsylvania vào cuối tuần này, Bush nói với tạp chí People trong một tuyên bố hôm thứ Ba. Tôi hy vọng họ sẽ đưa đất nước chúng ta tiến lên và bảo vệ quyền của phụ nữ. Cựu Tổng thống Bush đã giữ lời hứa không chính thức ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc đua năm 2024. Vào tháng 9, Cheney và cha bà, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, người từng phục vụ dưới thời Bush, đã ủng hộ Harris. Trong lịch sử 246 năm của đất nước chúng ta, chưa từng có một cá nhân nào là mối đe dọa lớn hơn đối với nền Cộng hòa của chúng ta so với Donald Trump. Phó Tổng thống Cheney nói về ứng cử viên đảng Cộng hòa trong quảng cáo năm 2022 cho con gái mình. Đầu tháng này, bà đã vận động tranh cử cho ứng cử viên đảng Dân Chủ tại quê nhà Wisconsin, một địa điểm chiến trường sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tổng thống tiếp theo. Tại lễ hội The New Yorker, Cheney cũng nhắc đến thông báo của tờ The Washington Post rằng họ sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào vào đầu tuần này. Bà phát biểu tại lễ hội New Yorker rằng khi Jeff Bezos dường như sợ đưa ra sự ủng hộ cho ứng cử viên duy nhất trong cuộc đua là người trưởng thành có trách nhiệm và ổn định vì ông ta sợ Donald Trump. Điều đó cho thấy lý do tại sao chúng ta phải nỗ lực rất nhiều để đảm bảo rằng Donald Trump sẽ không được bầu. Bà cũng cho biết thêm rằng bà đã hủy đăng ký tờ Post. Sau khi tin tức nổ ra, dân biểu Cheney chia sẻ rằng quyết định giữ trung lập của Bezos và nhiều người khác có thể xuất phát từ nỗi sợ hãi. Và tôi cũng nghĩ tại sao chúng ta không nên quên những gì đã xảy ra, quên những ai đã có lập trường dũng cảm và can đảm, bà phát biểu tại lễ hội. Harris, Cardi B tập hợp cử tri ở bức tường xanh Wisconsin. Phó Tổng thống Harris có mặt tại Milwaukee vào tối thứ Sáu, vận động cử tri tại tiểu bang quan trọng Wisconsin khi ngày bầu cử đang đến gần. Chiến dịch thông báo vào đầu tuần này rằng nữ ca sĩ nhạc rap Cardi B cũng dự kiến sẽ phát biểu tại buổi hòa nhạc When We Vote We Win. Harris đã dựa vào sự chứng thực của người nổi tiếng trong chu kỳ này, tập hợp trên khắp các tiểu bang chiến trường với các nghệ sĩ như Lizzo, Usher, Bruce Springsteen và Beyoncé. Vào thứ Năm, Jennifer Lopez đã tham gia cùng cô tại một sự kiện vận động tranh cử ở Las Vegas, kêu gọi cử tri gốc Latino trong khi lên án những phát biểu gây tranh cãi về Puerto Rico từ một. Diễn viên hài tại sự kiện gần đây của cựu Tổng thống Trump ở thành phố New York đã gây ra phản ứng dữ dội. Cựu Tổng thống cũng có mặt ở Milwaukee vào tối thứ Sáu. Tổng hợp các cuộc thăm dò của trụ sở Hill Decision Desk cho thấy Trump đang dẫn trước với tỷ lệ sít sao tại Badger State 48,8% so với 48,4%. Cuộc gặp gỡ cử tri dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ tối theo giờ miền Đông Hoa Kỳ. Obama, những người phát biểu tại cuộc vận động tranh cử của Trump đã sử dụng những khuôn mẫu phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và cố chấp nhất. Cựu Tổng thống Obama đã lên án những bình luận về Puerto Rico trong cuộc vận động của cựu Tổng thống Trump vào Chủ nhật, gọi những phát biểu đó là những khuôn mẫu phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và cố chấp nhất.
Chúng ta đã thấy điều đó tối qua. Người đàn ông này tổ chức một cuộc meeting lớn tại Madison Square Garden và những diễn giả khởi động là những người nói nhiều nhất đã đưa ra và giao bán những khuôn mẫu phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và cố chấp nhất. Obama cho biết hôm thứ Hai, ám chỉ đến những bình luận của diễn viên hài Tony Hinchcliffe, người đã phát biểu tại cuộc meeting. Hinchcliffe đã bảo vệ trò đùa của mình sau khi phải đối mặt với phản ứng dữ dội. Những người này không có khiếu hài hước, Hinchcliffe viết trên nền tảng xã hội 10 sau khi ứng cử viên phó tổng thống thống đốc Tim Walz và dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, doanh nghiệp, chỉ trích tài liệu của ông. Thật kỳ lạ khi một ứng cử viên phó tổng thống lại dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để phân tích một câu chuyện cười bị cắt xén khỏi ngữ cảnh để khiến nó có vẻ phân biệt chủng tộc. Tôi yêu Puerto Rico và đi nghỉ ở đó, anh ấy tiếp tục. Tôi chế giễu mọi người. Xem toàn bộ chương trình. Chiến dịch tranh cử của Harris đã nhanh chóng chỉ trích Trump về những trò đùa thô tục trong cuộc vận động bằng cách phát hành một quảng cáo vào thứ Hai liên kết tiết mục của diễn viên hài Tony Hinchcliffe với cách Trump đối xử với hòn đảo này. Obama đã nói thêm rằng những nhận xét như vậy cho thấy lý do tại sao cuộc bầu cử này không nên diễn ra quá xích sao. Đây là một quy tắc tốt, nếu ai đó không tôn trọng bạn, nếu ai đó không coi bạn là những công dân có quyền bình đẳng về cơ hội, về việc theo đuổi hạnh phúc, về giấc mơ Mỹ, bạn không nên bỏ phiếu cho họ. Bạn không nên mong đợi họ làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn. Họ sẽ không giúp bạn kiếm tiền, họ sẽ không giúp bạn trả các hóa đơn, Obama nói. Ý tôi là, chúng ta phải từ chối loại chính trị chia rẽ và hận thù mà chúng ta thấy được đại diện. Nước Mỹ đã sẵn sàng để lật sang trang mới. Nước Mỹ đã sẵn sàng cho một câu chuyện tốt đẹp hơn. Philadelphia, chúng ta đã sẵn sàng cho một Tổng thống Kamala Harris, Obama nói thêm. The Economist tuyên bố ủng hộ Harris. Tờ The Economist hôm thứ Năm tuyên bố rằng hãng tin này ủng hộ Phó Tổng thống Harris hơn cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sắp tới, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa. Trong khi một số tờ báo từ chối ủng hộ một ứng cử viên Tổng thống năm nay, thì hôm nay The Economist lại ủng hộ Kamala Harris. Các biên tập viên của Economist viết trong bài ủng hộ được công bố vào sáng thứ Năm. Hàng chục triệu người Mỹ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump vào tuần tới. Một số người sẽ là những người thực sự tin tưởng. Nhưng nhiều người sẽ chấp nhận rủi ro được tính toán rằng khi nhậm chức, những bản năng tồi tệ nhất của ông sẽ bị hạn chế. Các tác giả sau đó nói thêm rằng nếu Trump thắng cử, người Mỹ sẽ đánh cược bằng nền kinh tế, pháp quyền và hòa bình quốc tế. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh tranh cãi về các ấn phẩm lớn như USA Today và The Washington Post. Những tờ báo đã quyết định không ủng hộ một ứng cử viên tổng thống trong chu kỳ vận động tranh cử này. Theo NPR, The Post được cho là đã mất hơn 200.000 người đăng ký kỹ thuật số sau quyết định này. Ngược lại, những khuyết điểm của Harris là bình thường. Và không có khuyết điểm nào trong số đó là bất lợi, tờ The Economist viết. Nếu tờ The Economist có quyền bỏ phiếu, chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho bà ấy. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cũng nhận được sự ủng hộ từ New York Times, Boston Globe, Seattle Times, Las Vegas Sun, New Yorker và Philadelphia Inquirer. Trump đã nhận được sự ủng hộ từ New York Post. Tờ báo này cũng là một trong số ít tờ báo gây sức ép buộc Tổng thống Biden phải rời khỏi cuộc đua sau màn tranh luận thảm hại của ông với Trump vào đầu năm nay. Ông Biden nói rằng ông ấy sẽ lại đứng lên để giúp đỡ những người Mỹ bình thường và cứu nền dân chủ khỏi sự kích động trả thù của ông Trump, tờ The Economist cho biết vào thời điểm đó. Và vẻ mặt cau có, né tránh và thách thức sự thật của cựu Tổng thống trên sân khấu tranh luận không làm giảm đi tính cấp thiết của hai mục tiêu đó. Tuy nhiên, nếu ông Biden thực sự quan tâm đến sứ mệnh của mình, thì nghĩa vụ công cuối cùng và lớn nhất của ông là ủng hộ một ứng cử viên dân chủ khác, ban biên tập viết. Với Harris nắm quyền lãnh đạo, cuộc đua vẫn rất căng thẳng trước ngày bầu cử. Điểm trung bình thăm dò cho thấy, các ứng cử viên của đảng chỉ chênh lệch nhau 0,1 điểm trên toàn quốc, với phó tổng thống tăng 47,9% so với 47,8% của Trump.